này nó đang bị rung đầu không? Nào cũng bị đó, rần xe luôn đó. Đây, thêm một chiếc nữa. Cái này cũng bị giống vậy luôn. Giật cái xe luôn. Rồi giờ mình sẽ làm hai xe luôn, khắc phục cái lỗi luôn ra đầu cho nó nhẹ xe luôn. Đây chiếc Vario 550 thì cái nồi nó bị rung ra đầu, để mình test cái nồi trước khi làm cho nên xem nào. Làm khắc phục hết cái tiếng này luôn. Tất cả nồi zin đó, của radio đó, radio chạy lên tới đây nó đứng là khoảng 126 tới 127 thôi. Tôi làm nồi xong mới mở tua ở đây nữa. Điện xe nó nhẹ bốc luôn. Chức năng nữa là radio luôn. Gió, coi gió, mình lên cái coi gió lớn luôn nha nè. Coi gió zin thì nó nhỏ nè, thay coi gió lớn luôn, thay lọc gió đồ chơi, với lượng gió nó nhiều hơn, có zin dài thời gian đóng bụi, chạy nó không ngon, nó ngon, nó hào xăng. Rồi mình phi bánh bi, mẹ độ, gió theo bài để nó mở cái tua này luôn, còn zin lại nó thử lên tới đây, khoảng 120 mấy nha. Làm nó lên 150 mấy á. Làm chua nè, bố nè, bố so nè. Làm hết luôn. Rồi đây mình đắp vô, mình test từng xe cho nè. Rồi test phục các lỗi luôn cái đầu luôn nè. Đây chiếc Vario thì sau khi mình làm lại nồi hay lọc gió, coi gió là xong. Nồi rất là im nha, mở tua cho nên coi luôn nè.
Đây, tiếp tục công việc cho anh em nha. Đây là vết 3 nè, thấy radio center radio. Đấy. Xong hết. Tranh thủ trong xe cho anh em nha. Nồi. Mở tua. Gió.